đi về thôi mọi người ạ.
Đây là đường Tôn Thất Tuyết. Ngày xưa có cái cảng ở đây là tàu thuyền, nhưng mà bây giờ thì cái cảng nó đã bị đóng rồi đó, nó không có còn hoạt động nữa, mà nó trở thành nơi tập kết những chiếc xe tải này kia vân vân, thì nó sẽ tập kết ở đây. Và thì đại đường Tôn Thất Tuyết buổi trưa thì rất là vắng, bởi vì là buổi trưa thì cái khu này đã có nhà cửa rồi đó, cả mấy cái xí nghiệp này kia thôi. Đó, ở đó là cầu Tân Thuận đó, mình mới vừa chạy xuống á. Thấy cầu Tân Thuận không? Ở đứng ở dưới nhìn ra nó thì không thấy cao, mà đứng ở trên mà nhìn xuống thì nó hơi cao, vãi thì. Mình cũng không hiểu vì sao mà những người mà họ nhảy cầu á, thật sự ra thì những người đó rất là can đảm. Mặc dù biết là họ không muốn sống nữa đó, ý định của họ là họ muốn kết thúc cuộc sống đó, nhưng mà thật sự ra thì nếu mà kêu mình nhảy thì chắc mình không có nhảy đâu, bởi vì mình sợ độ cao á. Nhìn mà nhìn đứng từ trên cao mà nhìn xuống thật sự rất là ghê đó. Nhưng mà tại sao phải nhảy cầu vậy, đúng không? Nếu là mình đi bộ ra chỗ bờ kè rồi sau đó mình bay xuống cũng được, đâu còn phải nhất thiết phải đứng trên cầu mình nhảy xuống đâu, bởi vì nhìn nó cao, nhìn nó hơi ghê gọn gọn gì á, nói chung là khó chịu lắm. Nói chung là mình sợ cái độ cao, nhìn là choáng váng liền. Đường, cái địa chỉ rất là quen thuộc.